AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Hi guys, xin chào tất cả các bạn, cô là Linh và hôm nay cô rất vui có thể tiếp tục đồng hành với các bạn trong các video bài giảng trong tình hình lớp 9 của chúng ta ngày hôm nay. Vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong unit 7 về chủ đề là Recipes and Eating Habits, với chủ là các công thức nấu ăn và các thói quen ăn uống, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với unit 8. Và như thông thường thì cô sẽ là người giới thiệu cho các bạn chủ đề của unit 8 là gì. Thì hôm nay cô sẽ giúp một cách giới thiệu khác, đó là cô sẽ show, đưa ra những cái bức tranh liên quan đến chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, và các bạn sẽ cùng cô tìm hiểu xem là vậy chủ đề của unit 8 là gì nhá. Nào, các bạn nhìn thấy hai bức tranh ở đây. Bức tranh đầu tiên thì các bạn biết đấy là hai người đang đứng trên một đỉnh núi và nhìn sang bên xa. Và bức tranh thứ hai là có chữ explore the world, khám phá thế giới. Hai bức tranh này đều có điểm chung, đó chúng là, các bạn nhìn thấy là điều gì nhỉ? Đều là những thứ liên quan đến việc đi lại, đi du lịch chẳng hạn. Thì đây, và như các bạn thấy đây, hai người này đang đi du lịch và đi khám phá thế giới, thì ở dưới này cũng vậy. Thì vậy chủ đề của unit 8 ngày hôm nay của chúng ta cũng liên quan đến việc là các bạn đi khám phá thế giới, là với chủ đề là Unit 8 Tourism, có nghĩa là về chủ đề về ngành du lịch. Và như các bạn chủ tạm, như các bạn biết là ngay đầu unit thì chúng ta sẽ học về bài đầu tiên, đó là bài Getting Started, là bài giúp các bạn có thể hiểu được những cái nội dung tổng quát là về cái unit này, cái nội dung chúng ta sẽ học là gì và chúng ta sẽ cần cái chú ý và những từ vựng đầu cần thiết nào để có thể nắm vững được cái unit này, chủ đề của unit này. Rồi các bạn nhìn vào trong đây cho cô nào. Unit Lesson 1 Getting Started là bài đầu tiên, với bài là bài mở đầu của nó. Và bài đầu tiên này có chủ đề là tên là Travel Plans, là một cái kế hoạch đi du lịch. Và bài 1 chúng ta lại yêu cầu Listen and Read, là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe đoạn hội thoại giữa hai bạn để xem là cái đoạn hội thoại giữa hai bạn này sẽ có liên quan gì đến với cái chủ đề là Travel Plans ngày hôm nay không nhá. Hi Cho, how are things? Good. Have you made up your mind about where to go on holiday? Well, I've narrowed it down to 2 countries. My first choice is France and my second is Japan. What do you think? Well, France is one of the largest countries in Europe. Since we've got a 4-week summer holiday, you could go on a cycling tour of the country or go on a package tour. No, I'm not into package tours. I'd like to visit the Alps and Mont Blanc, the highest mountain in Western Europe. I'd also love to explore Paris and go sightseeing in the historic city of Versailles. Sounds exciting. I think it's quite warm there, much warmer than in Britain. I can just picture you, tanned and relaxed, tasting delicious local specialities like frog's legs and snails. Ha ha. That's not really my cup of tea. Perhaps I should go to Japan and stay at a seaside resort, eating sushi and sashimi every day. Anyhow, Japan is only my second choice. Right. So what do your parents think about your plans? Oh, they're cool. I'm glad that they let me make my own decisions. Lucky you. Whatever you decide, you'll have a good time. So what about you? Planning anything? Well, my family... Ok, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau nghe đoạn hội thoại giữa bạn Nick và bạn Châu nói về những kế hoạch về những chuyến đi du lịch của bạn ấy trong mùa hè ngày hôm nay. Thì bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau đọc và dịch và cùng nhau tìm xem là trong cái đoạn hội thoại này có những thông tin và từ vựng nào chúng ta cần chú ý nhé. Rồi câu đầu tiên nào, bạn Nick nói là Hi Châu, how are things? Là bạn Nick bạn nói là chào Châu, mọi việc bây giờ như thế nào vậy? Thì Châu với bạn mới nói trả lời thế nào nhỉ? Good. Have you made up your mind about where to go on holiday? Bạn, tất nhiên rồi, bạn đã... À, bây giờ chúng ta thấy cái cụm mà cô in đậm vào đây, đó là cụm make up your mind. Thì bây giờ các bạn viết cho cô cấu trúc này vào nhá. Make up one's mind. Once ở đây là tính từ sở hữu. Thì ở đây mình sẽ viết là quyết định cái gì. Nó bằng với từ decide đấy ạ. Thế... Ok, mọi việc rất là ổn. Thế cậu đã quyết định được là đi đến nơi nào ở trong cái kỳ nghỉ này chưa? Bạn Nick bạn mới nói là Well, I have narrowed it down to two countries. My first choice is France and my second is Japan. What do you think?
Bạn Nick bạn mới nói là ồ, có chứ, tớ đã. À, cái lại có một từ cụm nữa các bạn, phải cho cô từ narrow down. Narrow là hẹp rồi. Vậy thì narrow down ở đây mình sẽ có thể hiểu là, đây là động từ này, đây là động từ này, thu hẹp. Vậy là trong rất nhiều quốc gia bạn Nick, bạn đã thu hẹp được là sẽ, bạn ấy có thể sẽ đến hai quốc gia. Cái đầu tiên, lựa chọn đầu tiên bạn ấy đó là France, là nước Pháp. Và lựa chọn thứ hai của bạn ấy là Nhật Bản. Thì bạn nói là tớ sẽ đã lựa chọn ra được hai quốc gia rồi. Quốc gia đầu tiên đó là Pháp và thứ hai là Nhật Bản. Cậu nghĩ thế nào? Bạn Châu nói thế nào nhỉ? Well, France is one of the largest country in Europe. Là nước Pháp là một trong những nước là lớn nhất ở châu Âu đấy. Since we have got 4 weeks summer holiday, we could go on a cycling tour in the mountain or go on a packet tour. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Sau khi mà bạn Châu bạn ấy nghe thấy là bạn Nick định đi tham gia là đi đâu nhỉ? Đi đến Pháp hoặc Nhật Bản, thì bạn Châu bạn mới nói là Pháp là một trong những gọi là nước lớn nhất ở châu Âu này. Và vì là hai bạn này có một kỳ nghỉ hè đến 4 tuần nên vì vậy là bạn có thể đi một chuyến đi đạp xe đạp này hoặc là a packet tour. Và các bạn viết cho cô ở đây từ a packet tour. Ở đây là du lịch trọn gói. Là việc, ngoài việc là bạn ấy có thể đi một chuyến đi xe đạp hoặc là có thể đi một chuyến du lịch trọn gói. Các bạn hiểu đây du lịch trọn gói là gì nhỉ? Là người ta sẽ sắp xếp cho các bạn hết rồi, người ta mua vé máy bay, người ta sắp xếp chỗ ở, sắp xếp là các bạn sẽ đi đâu chơi hết rồi. Thì vậy, bây giờ tôi sẽ cùng nhau đọc, chúng ta vừa đọc nhau, cùng nhau đọc xong đoạn đầu của hội thoại. Bây giờ tôi sẽ cùng nhau đến đoạn tiếp theo nhé. Alright. Bây giờ chúng ta biết tiếp đến đoạn thứ hai của đoạn hội thoại ngày nào. Sau khi bạn Châu bạn nói là có thể đi đến cái gói du lịch trọn gói, thì bạn Nick bạn nói là no, I'm not into packet tours. I'd like to visit the Alps, the and climb the Mount Blanc, the highest mountain in Western Europe. À không, tớ không làm sao. Các bạn chú ý cho cô cấu trúc nào. Be into something. Ở đây mình sẽ dịch cái này là thích cái gì. Không, tớ không thích đi cái du lịch trọn gói đâu. Và tớ muốn đi thăm cái núi Alps này, là trèo lên núi Mont Blanc, là cái ngọn núi mà cao nhất ở phía tây của châu Âu. I'm also love to explore Paris and go sightseeing in the historic city of Versailles. Là tớ rất muốn là gì nhở, đến khám phá, tự explore ở đây. Như mình các bạn biết rồi đấy ạ, đó động từ, nó có nghĩa là khám phá. Là ngoài việc muốn leo núi nữa, thì bạn Nick bạn còn muốn đi khám phá Paris và muốn đi tham quan là một thành phố đầy tính lịch sử như là Versailles. Rồi bạn Châu bạn nói là gì sau khi nghe bạn Nick nói như thế? Bạn Châu nói là sao exciting. I think it's quite warm there. Much warmer than in Britain. Ôi nghe thấy thú vị làm sao ấy. Tớ nghĩ là ở đấy thì nó ấm hơn, mà ấm hơn nhiều so với ở Anh. I can't just picture you tanned and relax tasting delicious local specialties like frog legs and snails. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Bạn sau khi mà bạn Châu bạn đang thấy nói là cái vùng ở đây thì là ấm hơn so với ở Anh này, thì bạn nói là bây giờ bạn Châu đã có thể tưởng tượng được bạn Nick là đi tắm nắng này, xong rồi relax là cảm thấy rất thoải mái này, ăn những món ngon đặc sản của địa phương giống như là chân ếch và là ốc sên. Đây ý là bạn Châu muốn trêu bạn Nick là đi đến đấy là ăn chân ếch và ốc sên thì đấy đặc sản. Thì ở đây mình có từ specialties. Danh từ của nó là đặc sản. Rồi, vậy là chúng ta đã cùng nhau đến với đoạn tiếp theo bây giờ của đoạn hội thoại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến đoạn cuối đoạn hội thoại xem bạn Nick trả lời bạn Châu như thế nào nào. Right. Vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau đến hai đoạn đầu tiên của bài hội thoại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến đoạn cuối nào. Sau khi nghe thấy bạn gì nhỉ? Bạn Châu trêu về mình việc là mình đi đến thăm Paris thì mình sẽ ăn món đặc sản như là chân ếch hay là ốc sên, thì bạn Nick bạn vừa nói là bạn ấy cười, bạn bảo là that's not really my cup of tea.
Các bạn chú ý ở đây từ my cup of tea, đừng bạn nào dịch là ô đây không phải là cái cốc trà của tôi nhá. Dịch như thế quê lắm. Ở đây nó sẽ là that is not really my cup of tea, thì mình sẽ dịch là đấy không phải là sở thích của tôi không thích cái đấy. Các bạn chú ý cho cô, my cup of tea hoặc là her cup of tea hay là tính từ sở hữu cộng với cup of tea, nghĩa là cái gì không phải là sở thích của mình và mình không thích nó. Ví dụ các bạn nói là all the movies not my cup of tea, xem phim kinh dị thì không phải là sở thích của tôi chẳng hạn. Hoặc là các bạn thấy có thể đọc là reading book is my cup of tea, đọc sách thì đấy là thú vui của tôi. Các bạn sẽ dùng từ này nhá, đừng ai dịch ở đây dịch cho cô là đây là cốc trà của tôi nhá, không ai dịch như vậy đâu ạ. Đây là không phải là sở thích của tôi. Perhaps I should go to the pond or stay at seaside resort eating sushi and sashimi every day. À, có lẽ là tôi sẽ để đến Nhật Bản đấy, đi đến nghỉ dưỡng ở một cái khu resort, khu nghỉ dưỡng ở ven biển này, ăn sushi và sashimi hàng ngày luôn. Anyhow, Japan is only my second choice. Nhưng thế nào đi chăng nữa ấy, thì Nhật Bản cũng chỉ là sự lựa chọn thứ hai của tôi thôi. Bạn Châu, bạn mới nói là right, so what do your parents think about your plans? Oh, ok, vậy thì bố mẹ cậu nghĩ gì về cái plans là cái ý tưởng của, cái kế hoạch của cậu vậy? Nghĩa là bạn Châu, bạn muốn hỏi là bố mẹ bạn Nick là có đồng ý với việc là bạn ấy đi Pháp hay đi Nhật Bản hay không? Bạn Nick, bạn mới nói là oh, they are cool, I'm glad that they let me make my own decisions. Bạn Nick, bạn trả lời là oh, họ thì rất là cởi mở cho việc đấy, họ rất là tuyệt vời. Tôi rất vui vì là họ để cho tôi, bố mẹ tôi để cho tôi tự đưa ra quyết định của mình. Có nghĩa là bố mẹ Nick là một người gọi là bạn tôn trọng quyết định của bạn Nick. Bạn Nick muốn đi đâu thì bố mẹ bạn ấy sẽ để cho bạn ấy tự quyết định. Rồi, thế bạn Châu, bạn mới nói là lucky you, whatever you decide, you will have a good time. Bạn Châu, bạn mới nói là the lucky you mình dịch là bạn may thế, cậu thật là may mắn. Bạn Châu, bạn nói là cậu thật là may mắn. Bất kể là việc gì cậu quyết định thì cậu cũng sẽ có một thời gian rất là tuyệt vời thôi, một kỳ nghỉ rất là tuyệt vời thôi. Thế bạn Nick, bạn mới nói là so what about you, plan anything, planning anything? Bạn Nick, bạn mới nói là ô thế vậy cậu thì sao? Là sau khi nghe bạn Châu nói là về, chỉ có nghe thấy bạn Châu hỏi về cái kế hoạch của mình mà không thấy bạn Châu nói gì về kế hoạch của bản thân mình. Thế bạn Nick, bạn mới hỏi lại là so what about you, planning anything? Là thế cậu là như thế nào, cậu có một kế hoạch gì hay không? Thế bạn Châu, bạn mới nói là well, my family, nghĩa là câu này mình sẽ là ba chấm ở đây, nghĩa là gia đình bạn Châu thực sự không để cho bạn Châu quyết định, đưa ra quyết định của mình mà là sẽ thay bạn Châu quyết định. Nên là vì vậy bạn Châu, bạn ấy nói là well, my family, xong rồi từ fade out ở đây có nghĩa là giọng càng ngày càng buồn, càng dần buồn đi. Rồi, vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong đọc và dịch cái đoạn hội thoại giữa bạn Nick và bạn Châu. Và qua đoạn hội thoại này chúng ta cũng biết được là bạn Nick và bạn Châu sắp có một chuyến đi nghỉ hè kéo dài 4 tuần. Và trong khi bạn Châu thì vẫn chưa đưa ra được quyết định là mình nên đi chỗ địa điểm nào, thì bạn Nick, bạn đã đưa ra quyết định, đã có kế hoạch riêng của mình rồi. Là bạn Nick đã có kế hoạch, một là đi đến Paris, đi đến Pháp, hai là đi đến Nhật Bản. Bạn đã nghĩ được là bạn ấy sẽ làm gì ở Pháp rồi đấy. Bạn ấy cũng nghĩ là nếu mà đi Nhật Bản bạn ấy làm gì rồi, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để hiểu hơn về cái bài hội thoại cũng như là luyện tập về những cái từ vựng mà cô đã đưa cho các bạn đấy ạ. Thì chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập A nhá. Ok, find a word and phrase in the conversation that means. Tìm một từ hoặc cụm từ trong đoạn hội thoại có nghĩa là. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm từ trong và hoặc cụm từ trong đoạn hội thoại và có nghĩa tương đương sau đây. Từ đầu tiên đó là made a decision, là đưa ra quyết định. Như cô vừa nói ấy, cái từ nào bằng từ đưa ra quyết định nhỉ? Các bạn nhìn cho cô cái từ hai, cái đoạn hai bạn Nick, bạn Châu nói với nhau đầu tiên này. Bạn Nick nói là hi Châu, how are things? Xin chào Châu, mọi việc thế nào rồi? Bạn Châu trả lời là good, have you made up your mind about where to go on holiday? Thế cậu đã quyết định là việc là cậu sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ chưa? Thế là cái từ quyết định ở đây mình có thể là ngoài nói là made a decision thì mình có thể nói là make up your mind, là quyết định làm cái gì. Rồi đến thứ hai nào, từ reduced, ở đây là giảm xuống. Thì câu này trong đây có từ nào là giảm xuống không nhỉ? Các bạn nghe bạn Nick nói nào. Sau khi mà nghe bạn Châu hỏi là đã quyết định về việc là đi đâu chưa, thì bạn Nick bạn nói là wow, I narrowed it down to two countries. Tớ đã thu hẹp nó được thành
thu hẹp xuống còn 2 quốc gia rồi. Thì vậy cái từ thu hẹp này nó có nghĩa là giảm, nghĩa là trong một cái danh sách từ đầu của bạn Nick ấy, thì có thể bạn ấy có đến 10 hay 15 quốc gia cơ. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ thì bạn ấy narrow it down, là bạn ấy thu hẹp xuống nó chỉ còn 2 quốc gia mà thôi. Thì vậy từ reduce ở đây mình cũng có thể dịch là narrow it down, là thu hẹp nó xuống, giảm nó xuống. Rồi đến câu số 3 nào. A trip where your travels and hotels are arranged for you, là một chuyến đi mà việc cái lộ trình đi du lịch của mình này và cái khách sạn này đều được sắp xếp cho mình hết rồi. Các bạn đấy là một cái chuyến gọi là chuyến đi gì nhỉ? Chọn gói, là người ta đã sắp xếp cho mình hết vé máy bay, khách sạn và người ta đã cho mình đến một số địa điểm tham quan nhất định rồi. Thì câu số 3 này mình có thể viết là a package tour, là một chuyến đi du lịch chọn gói. Rồi đến câu số thứ 4 nào. Move around and discover things, là đi xung quanh và discover things, là khám phá mọi thứ. Thì trong đây có một từ gì nhỉ? Cái từ gì mà nó nghĩa mang nghĩa là khám phá điều mới nha các bạn? Đó chính là từ explore, là từ, ok, explore đây nghĩa là move around and discover things. Câu số 5 nào. Something you don't really like, một số thứ mà bạn thực sự không thích. Như cô vừa nói ấy, mình nói là mình thích cái gì đó là sở thích của mình, thì thay vì nói là ví dụ cô có từ đọc là tôi thích đọc sách chẳng hạn, các bạn nói là I like reading books. Ok, it's a one way to talk, to tell it. Thì cái việc là các bạn nói tôi thích đọc sách, các bạn có thể viết là tôi thích I like reading book. Ok, từ đấy cũng được, nhưng các bạn có thể viết một từ khác nghe nó sang chảnh hơn, nó natural hơn. Các bạn nói thế nào, reading book is my cup of tea, đọc sách là thú vui của tôi. Hoặc là các bạn thấy là ăn bánh chẳng hạn, eating cakes is my cup of tea, or like đấy là thú vui, là sở thích của tôi. Thì những cái mà không phải sở thích của tôi thì mình sẽ nói là, ví dụ các bạn nói là đọc sách không phải sở thích của tôi thì mình chỉ việc thêm not vào trước đó thôi. Reading book is not my cup of tea. Thì vậy khi người ta nói đến something you don't really like, là những thứ mà bạn không thích ý, thực sự không thích, thì mình sẽ viết là not my cup of tea, không phải sở thích của tôi. Rồi, chúng ta đã hoàn thành xong phần A là tìm những từ đồng nghĩa sau. Và những từ này là cô nghĩ các bạn nên học, đặc biệt là hai từ make up your mind và not my cup of tea. Hai từ, từ cup of, my cup of tea ở đây là một dạng idiom, và make up your mind là một dạng mệnh đề, một dạng phrasal verb mà các bạn cần học. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến cho cô phần B nào. Tick, truth or false. Ở đây là bài điền true false, và các bạn sẽ cùng nhau đọc các statement, các câu sau đây và chọn xem là câu, mỗi câu này là đúng hay là sai. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc và dịch từng câu một và đối chiếu lại với những gì mà chúng ta đã cùng nhau đọc và dịch và nghe ở trong phần hội thoại để xem là nó là đúng hay sai nhé. Rồi đến câu đầu tiên nào. Joe and Nick are going to have a winter holiday. Mình biết là Joe và Nick sẽ có một kỳ nghỉ đông. Ok, bây giờ mình biết là chắc chắn Châu và Nick có một kỳ nghỉ, nhưng bây giờ phải xác định xem nó là kỳ nghỉ đông, kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ xuân hay là kỳ nghỉ gì. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với đoạn này nhé. Các bạn chú ý cho cô đoạn bạn Châu nói nào. Sorry. Yes, bạn Châu nói ở ngay bạn dòng đoạn thứ tư đấy ạ, là well, France is one of the largest country in Europe. Pháp là một trong những đất nước lớn nhất ở châu Âu. Since we got a 4-week summer holiday, bởi vì chúng ta có một cái kỳ nghỉ hè kéo dài 4 tuần. Vậy ở đây là kỳ nghỉ hè chứ không phải kỳ nghỉ đông, nên như vậy câu 1 này mình sẽ là false. Câu số 2 nào. A package tour is not interesting to Nick. Một cái kỳ nghỉ chọn gói thì không thấy, Nick thì không thú vị gì với, không thấy cảm thấy thú vị với một cái kỳ nghỉ chọn gói, một cái tour du lịch chọn gói. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là sau khi mà bạn Châu, bạn ấy nói, bạn ấy gợi ý cho bạn Nick là đi tham gia một cái khóa du lịch, một cái tour du lịch chọn gói, thì bạn Nick bạn nói là no, I'm not into package tours. Không, tớ không thích cái tour du lịch chọn gói đâu. Thì cái ý là bạn Nick bạn ấy không thích, thì vậy đồng nghĩa với việc là cái tour du lịch chọn gói đấy nó không có tí gọi là hấp dẫn gì với bạn Nick cả. Nên câu số 2 này mình sẽ là choose là đúng. Và các bạn, cô lại nhắc lại một lần nữa nhá, cấu trúc là be into something là cái gì nhỉ? Thích cái gì, có hứng thú đối với cái gì, be into something. Bây giờ câu số 3 nào. Joey teasing her friend about eating fox legs. Châu thì trêu bạn mình về việc ăn chân ếch. Bạn thấy đúng không nhỉ? Câu số bạn, khi bạn Châu bạn nói này,
Bạn Châu trêu bạn Nick là bạn Châu có thể tưởng tượng ra bạn Nick là tắm nắng này, xong ngồi thư giãn ở đấy này, ăn một số cái đặc sản như là chân ếch hay là ốc sên này. Thế thì vậy câu số 3 này đó chính là choose, là bạn Châu, bạn đang trêu bạn Nick là việc là đến Pháp này phải ăn món đặc sản như là chân ếch hay là ốc sên. Câu số 4 nào. Nick had decided to stay at a seaside resort in Japan. Nick đã quyết định ở một cái resort, khu nghỉ dưỡng gần biển ở Nhật Bản. Bạn chú ý cho cô vào đây và câu Nick nói này. Perhaps I should go to Japan, stay in seaside resort, eating sushi and sashimi every day. À, có lẽ tôi nên đi đến Nhật Bản này, ở một cái khu nghỉ dưỡng ở gần biển này, ăn sushi và sashimi hàng ngày. Nhưng mà bạn Nick lại là một câu anyhow Japan is only my second choice. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì Nhật Bản cũng chỉ là sự lựa chọn thứ hai của tôi mà thôi. Thì câu số 4 này, thế là bạn Nick bạn đã quyết định là ở đấy chưa? Đó là sai đúng không? Việc bạn Nick bạn ấy chỉ nghĩ là nếu mà đến Nhật thì bạn ấy sẽ làm việc này, còn bạn ấy chưa quyết định là bạn ấy sẽ đến Nhật, và bạn ấy cũng không quyết định là bạn ấy sẽ ở một cái khu nghỉ dưỡng ở gần biển nếu bạn. Rồi câu số 5 nào. Nick's parents are very controlling. Cái từ control ở đây là kiểm soát. Nên vì vậy từ controlling là mình có thể dịch là mang tính kiểm soát, nghĩa là rất thích kiểm soát. Câu số 5 là bố mẹ của Nick thì rất là kiểm soát, có nghĩa là rất là khó tính trong việc là luôn muốn kiểm soát Nick, luôn muốn Nick phải làm theo ý của mình. Thì câu này có đúng không các bạn? Bây giờ các bạn nhìn cho cô khi nói đến bạn Châu, bạn hỏi này. Right, how do your parents think about your plans? À, thế thì còn bố mẹ cậu nghĩ gì về cái kế hoạch của cậu? Thì bạn Nick bạn phải nói là oh, they are cool. I'm glad that they let me make all my decisions. Oh, họ tuyệt vời lắm. Tôi rất là vui vì họ để cho tôi tự đưa ra quyết định của bản thân mình. Nên thì vậy câu số 5 của mình là bố mẹ của Nick là một người rất là very open-minded, là một người rất là thoải mái, rất là gọi là có suy nghĩ rất là cởi mở. Nên vì vậy câu số 5 của mình sẽ là false. Rồi, chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong phần B là phần về điền về true false, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần C, phần cuối của bài 1 này nhá. Ok, phần C ở đây nghĩa là answer the following questions, là trả lời các câu hỏi sau. Các câu hỏi ở đây đều là các câu hỏi dựa trên cái nội dung bài đọc mà chúng ta đọc, là đoạn hội thoại giữa bạn Nick và bạn Châu ấy ạ. Thì cái câu đầu tiên cô và các bạn sẽ cùng nhau đọc và dịch từng câu hỏi một, và chúng ta sẽ turn back to the conversation, và chúng ta sẽ quay lại cái đoạn hội thoại và tìm những thông tin cần thiết nhé. Rồi câu số 1 nào. What does oh they are cool means? Cái từ là oh they are cool nghĩa là gì? Cái từ oh they are cool ở đây các bạn có thể thấy nó xuất hiện khi mà bạn Nick bạn ấy miêu tả bố mẹ của mình, khi mà bạn Nick bạn cảm thấy bố mẹ của họ rất là của mình rất là cool, bởi vì là cho bạn Nick đưa ra toàn quyền quyết định cho cái về cái kế hoạch đi chơi của mình. Thế vậy mình có thể hiểu được là cái từ they are cool ở đây có nghĩa là ra bố mẹ của Nick là một người hết sức cởi mở, có suy nghĩ rất là thoáng, rất là cảm thấy rất là tôn trọng ý kiến của con mình. Lên câu số 1 ở đây mình có thể nói là it means Nick's parents are relaxed and open-minded. Nó có nghĩa là bố mẹ của Nick rất là thoải mái này, và rất là tư tưởng rất là cởi mở. Rồi câu số 2 nào. What is the weather like in France in the summer? Cái thời tiết như thế nào ở Pháp vào mùa hè? Bây giờ mình nhìn lại xem cái đoạn này nào. Xem là đoạn ở Pháp như thế nào vào mùa hè nhá. Các bạn nhìn cho cô câu mà bạn Châu nói nào. So exciting. I think it's quite warm there. Much warmer than Britain. Nghe thú vị đấy. Tôi nghĩ là ở đây thì sẽ ấm này, ấm hơn nhiều so với ở Britain là ở Anh. Nên vì vậy chúng ta có thể suy ra là thời tiết ở Pháp so thế nào nhỉ? Ở mùa hè thì nó rất là ấm, nên là it's quite warm, nó khá là ấm. Chúng ta có thể plus thêm nữa là warmer than in Britain là ấm hơn so với Anh. Rồi chúng ta đến câu số 3 nào. What would Nick like to do in France? Bạn Nick bạn ấy muốn làm gì ở France? Bạn Nick bạn muốn làm gì ở Pháp? Các bạn nhìn cho cô cái đoạn mà bạn Nick bạn nói nào. I'm not into package tours. Tớ không thích đi cái du lịch trọn gói đâu. I'd like to visit the Alps, the Klang and climb Mont Blanc, the highest mountain in Western Europe. Là bạn ấy muốn đến thăm cái Alps,
và muốn đến leo cái ngọn Mont Blanc, là cái ngọn núi lớn nhất ở phía Tây Âu. Thế thì vậy mình có thể viết là visit the Alps and climb the Mont Blanc, explore Paris and go to sightseeing to the historic city of Versailles. À, mình vừa nãy cô đọc còn thiếu một đoạn, đó là explore Paris, là bạn ấy còn ngoài việc đến thăm Alps, thăm cái dãy núi này, và còn muốn leo lên ngọn núi Mont Blanc, là cái ngọn núi lớn nhất ở vùng Tây Âu. Thì bạn Nick, bạn còn muốn explore Paris, là muốn khám phá thành phố Paris, và go sightseeing in the historic city of Versailles. Versailles là còn muốn đi tham quan thắng cảnh ở một cái đất nước đầy mang đầy tính lịch sử như là Versailles. Rồi đến câu số 4 nào. What would Nick like to do in France? Bạn Nick, bạn ấy không thích làm gì ở Pháp. Các bạn thấy xem bạn Nick, bạn không thích làm gì nhỉ? Trong đây có một câu mà bạn Châu, bạn trêu bạn Nick đấy là I can just picture you tanned and relaxed, eating delicious local specialties like fox lang and snail. À, từ bây giờ có thể chỉ tưởng tượng được cậu là tắm nắng ở đấy này, xong rồi ngồi rất là relaxed, rất là thoải mái này, thưởng thức tất cả các món ăn năm đặc sản địa phương nổi tiếng như là chân ếch với snail, là với ốc sên này. Thì bạn Nick, bạn ấy cười, bạn ấy bảo là that's not really my cup of tea, nhưng mà đấy không phải là tớ thích, món tớ thích. Thế thì vậy mình có thể suy ra là bạn Nick, bạn ấy không thích làm ở Pháp, đó chính là việc thưởng thức các món như là món fox lang hay là snail, là không thưởng thích thưởng thức cái món năm gì nhỉ, chân ếch và món ốc sên. Nên vậy mình có thể viết đây là he wouldn't like to eat fox lang and snails. Anh ấy không thích ăn cái món chân ếch hay là ốc sên một tí nào cả. Câu số 5 nào. What do you know that Cho's parents don't allow her as much as freedom as Nick's parents? Như thế nào bạn có thể biết là bố mẹ của Châu không cho Châu nhiều cái tự do, nhiều sự lựa chọn như là bố mẹ của Nick? Chúng ta có thể thấy trong đây cái một cái mà cô có thể thấy, đó chính là khi mà bạn Nick, bạn ấy khoe bố mẹ của mình ấy là they are cool. I'm glad that they let me make my own decisions. Tớ rất là vui vì họ cho phép tớ gọi là tự đưa ra ý kiến của bản thân mình. Thì bạn Châu đấy, bạn ấy nói một câu là lucky you, cậu thật là may mắn làm sao. Khi mà nói câu đấy thì chúng ta có thể thấy được là bạn Châu đã không được may mắn như bạn Nick, là bố mẹ bạn Châu không cho phép bạn Châu tự đưa ra quyết định của mình. Ê, vậy mình có thể trả lời câu này, đó là he says lucky you when Nick say he can make his own decisions. Cô ấy nói từ lucky you là bạn mới may mắn làm sao, khi mà Nick nói về cái việc là anh ấy có thể tự đưa ra quyết định của mình. Và ngoài cái câu này ra, các bạn có thể tìm thấy khi mà bạn Nick, bạn ấy hỏi về kế hoạch của bạn Châu ấy, câu này này. So what about you? Planning anything? Là thì cậu làm gì rồi? Cậu đã đưa ra cái kế hoạch gì chưa? Thì bạn Châu bạn nói là well, my family. Xong cái từ phased out, cái là nó tiếng nó nhỏ đi, và các bạn thấy từ my family, bạn Châu bạn nói giọng rất là very sad, khá là buồn lên. Vì vậy mình có thể biết là bạn gia đình của bạn Châu không cho bạn Châu được nhiều sự lựa chọn, giống như là bạn Nick chọn, là bạn Nick được quyền chọn làm đi Pháp hay là đi Japan, và đấy là tùy theo quyết định của bạn ý. Vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong phần 3 của bài 1, và đó cũng là phần C của bài 1, và đó cũng là phần mà giúp các bạn ôn luyện lại cái những cái nội dung chúng ta đã học được trong bài conversation, là cái bài đoạn hội thoại vừa rồi giữa bạn Châu và bạn Nick. Và sau đoạn hội thoại vừa rồi thì cô muốn các bạn, trong đoạn hội thoại này chúng ta có rất nhiều từ vựng hay và cái những thứ mà các bạn cần học. Và ngoài việc từ vựng hay nữa, các bạn còn có số một cấu trúc ngữ pháp khá là hay. Ví dụ các bạn có thể thấy cho cô từ be into something là thích cái gì, thay vì các bạn nói I like something thì các bạn dùng từ I am into something. Bây giờ các bạn nói tớ thích cậu thì đừng nói là I like you, các bạn nói là I'm into you, nó sẽ rất là hay hơn rất là nhiều. Ngoài ra còn có một số từ các bạn thấy là từ package tour là chuyến du lịch trọn gói này, hay là make up one mind là quyết định, đưa ra quyết định cái gì, thay vì mình nói từ decide to do something or make decision about something. Rồi, và vừa rồi đó cũng là phần đầu tiên, bài đầu tiên trong phần Getting Started. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến bài số 2 để xem là bài số 2 này chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái loại bài tập gì và người ta yêu cầu chúng ta làm gì nhá. Ok, bài tập số 2 là collocation, là các cụm từ đi với nhau.
Which word go with which list below? Có nghĩa là collocation, nó là hai từ có thể đứng với nhau. Ví dụ bạn có thể từ và từ đấy trong đây mình có từ tour, holiday, resort and trip. Trong bốn từ này thì và dưới đó là summer, package, adventure, holiday, tourist, seaside, sightseeing, guided, package, whole day, business. Trong bốn từ này, từ tour đây là chuyến du lịch, rồi holiday là kỳ nghỉ dưỡng này, resort là khu nghỉ dưỡng này, resort, và trip ở đây là chuyến đi. Thì mình có thể thấy là bây giờ mình có thể ghép từ bốn từ này vào trong những từ nào dưới đây để thành một cụm collocation, là hai cụm từ đó đi với nhau và mang nghĩa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau về từ đầu tiên. Summer, package, adventure, mùa hè này. Package là chọn gói này. Adventure là gì nhở? Đi mạo hiểm. Thì câu số 1 này nó có thể đi với từ gì các bạn nhở? Từ resort. Từ resort có phải không nhở? Là kỳ khu nghỉ dưỡng thì chúng ta không thể nói là khu nghỉ dưỡng mùa hè hay là khu nghỉ dưỡng mạo hiểm được. Từ chuyến đi thì cũng không thể dùng trong đây được, nên chỉ có thể là từ holiday. Summer holiday, nghỉ hè này. Package holiday là kỳ nghỉ chọn gói nè. Adventure holiday là kỳ nghỉ mà đi mạo hiểm, đi khám phá. Rồi đến câu số 2 nào. Holiday, tourist and seaside là kỳ nghỉ này. Tourist là về du lịch này. Seaside là gần biển. Chúng ta nhìn ngay chữ seaside ở đây là chúng ta đã biết rồi. Chúng ta nếu mà seaside ở đây là khu vực gần biển, chúng ta không thể dùng từ tour được. Không thể dùng là chuyến gọi là tour du lịch, chuyến đi du lịch gọi là cái tour du lịch gần biển hay là chuyến đi được. Như vậy chúng ta chỉ có mỗi từ resort là cái kỳ nghỉ cho khách du lịch này, kỳ nghỉ cho mấy ngày nghỉ này và kỳ nghỉ bên cạnh bãi biển mà thôi. Rồi đến câu số 3 nào. Sightseeing, guided and package. Rồi cái từ sightseeing ở đây đi ngắm cảnh, guided là có người hướng dẫn, package ở đây là chọn gói. Thì vậy mình có cái gì nhỉ? Chuyến đi du lịch ngắm cảnh này, chuyến đi du lịch có người hướng dẫn này, guided này, và chuyến đi du lịch chọn gói, tour du lịch chọn gói. Nên vậy chỗ này mình sẽ đi tour. Mình sẽ có thể ghép là sightseeing tour, guided tour and package tour. Ok, đến câu số 4 nào. Whole day business. Ngay từ có chữ business rồi thì mình không bao giờ có business tour, business holiday hay business resort cả. Mình chỉ có business trip. Ở đây thì mình có thể viết là whole trip, day trip and business trip. Có nghĩa là một chuyến đi bằng thuyền, đi ban ngày hoặc là một chuyến đi công tác. Rồi, chúng ta đã hoàn thành xong bài số 2 về collocation. Và cái phần collocation này các bạn có thể thấy đó là gồm hai danh từ đi cùng với nhau để ghép lại thành một từ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến bài số 3 để có thể hiểu xem là bài số 3 này người ta yêu cầu mình làm cái gì, và nó cái nội dung của bài số 3 này có nó còn liên quan gì đến cái chủ đề chúng ta học trong unit 8 không, và chúng ta có thể học được những từ vựng gì ở bài số 3 nhá. Rồi các bạn sẽ cùng nhau chuyển đến bài số 3 nào. Fill in explain with a word and phrase from the list. Điền vào những chỗ trống sau với những từ vựng ở trong cái danh sách sau. Các bạn nhìn thấy trong bảng ở đây có từ nào các bạn không biết không nhỉ? Tôi sẽ đọc cho các bạn từng từ một nhé. Từ luggage ở đây nghĩa là hành lý, mình biết rồi này. Price là giá cả. Advance, cái từ này các bạn có nghĩa là các bạn biết rồi. Từ advance ở đây, từ advance ở đây, in advance, sorry, về advance, in advance. Từ advance ở đây các bạn có thể hiểu là về kiểu nâng cao cái gì chẳng hạn. Nhưng mà cấu trúc cụm in advance ở đây đó là trước. Các bạn có thể nói là book in advance, book something in advance là đặt trước cái gì. Rồi, seaside ở đây là khu gần biển, các bạn biết rồi. Resort ở đó là khu nghỉ dưỡng. Delayed là bị trì hoãn này. Souvenirs là mình học ngay từ unit 1 rồi, đó chính là cái những cái quà lưu niệm. Destination là điểm đến. Accommodation đó là khu nghỉ, cái chỗ ở. Rồi vậy chúng ta biết hết nghĩa của bài này rồi, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với đoạn văn này. Chúng ta điền từ vào đây nào, xem chúng ta cần nên điền từ nào. Ok, các bạn nhìn vào trong đây. Trong đây là có 1, 2, 3, có 8 câu, 8 từ các bạn cần điền. Như cô vừa nói đấy, là khi làm cái phần bài điền từ này, cái bài đầu tiên chúng ta cần làm đó là đầu tiên là xác định dạng của từ, xem từ đấy là cần lại tính từ, trạng từ, danh từ hay là đại từ gì trong câu, các bạn cần phải xác định. Và thứ hai chúng ta mới nói đến nghĩa, xem là nó cần tìm từ cùng nghĩa với nó. À sorry, không phải tìm từ cùng nghĩa mà tìm từ hợp với nghĩa trong ngữ cảnh của câu.
Rồi bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau đọc và dịch làm bài này nhé. Câu đầu tiên là most people enjoy traveling abroad and having the chance to stay in a exotic city and a dot dot dot. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Hầu hết mọi người đều muốn được đi ra nước ngoài, cái điều này điều hiển nhiên rồi, ai cũng muốn đi ra nước ngoài du lịch và có cơ hội để ở đến một thành phố rất sức là đặc biệt hoặc là một chấm chấm chấm. Rồi các bạn thấy từ ở đây trong bài trước vừa rồi ấy, sau cái bài bài A Close Look To của Unit 7 chẳng hạn, chúng ta đã học về là nạo từ ơn dơ, nạo từ ơ ân. Thì các bạn biết là sau ơ là chúng ta cần một tính, một danh từ. Và danh từ này các bạn nhìn xem nào, nó là từ gì thì hợp nhỉ? Trong đây có những có danh từ chỉ có từ luckiest, prize. Danh từ ở đây là phải danh từ số ít nên chỉ có từ prize, destination, sea resort, accommodation, đó là danh từ. Thế vì vậy câu số A này để hợp nghĩa của nó thì mình chỉ có thể từ là a seaside resort. À, cái cụm a seaside resort này nó là cả một cụm với nhau ạ. Rồi, là ai cũng muốn được có cơ hội là muốn đi du lịch nước ngoài này và có cơ hội được ở trong một cái thành phố đầy gọi là exotic, là kiểu thành phố một đặc biệt và ở một cái khu nghỉ dưỡng cạnh bờ biển. You can meet new people, learn new things, take home some interesting dot dot dot. Rồi, bạn có thể gặp nhiều người mới này, học được nhiều thứ mới mà mang về nhà những thứ thú vị. Bây giờ, rồi, ok, sau tính từ là một danh từ. Và cô sao các bạn nhìn thấy cô từ some ở đây? Some như buổi trước mình học, some nó đi sau some là một danh từ số ít. À sorry, sau some là một danh từ đếm được số nhiều hoặc là danh từ không đếm được. Và các bạn thấy cho cô trong đây từ nào là từ hợp nghĩa nhất trong đây? Đó chỉ có thể từ là từ souvenirs, là chúng ta có thể gặp được nhiều người mới, học được nhiều thứ mới và có thể mang về nhà những cái gọi là đồ lưu niệm hết sức là thú vị. Và các bạn nhớ từ sau từ some này nó là danh từ đếm được lên từ souvenirs, ở đây mình đã có s ở đây rồi. But before you can do that, you have to read your dot dot dot. Nếu mà nhưng mà trước khi bạn muốn làm điều đó là điều gì? Đó chính là chúng ta có thể đi du lịch ở bên nước ngoài. Thì chúng ta phải đạt được chấm chấm chấm. Rồi các bạn nhìn thấy cho cô, sau từ yours ở đây là danh, là từ yours ở đây là tính từ sở hữu. Như bạn biết đấy, sau tính từ sở hữu chúng ta cần một danh từ. Vậy cái từ số 3 này, danh từ phù hợp nhất ở đây đó chính là destination. Là nhưng mà khi trước khi mà làm được điều đó là chúng ta có thể là học được, gặp được người mới này, mang về nhà đồ lưu niệm, thì chúng ta phải đến cái nơi đấy đã, là chúng ta phải được đi ra nước ngoài đã. Reach your destination. And that can sometimes be challenged. Nhưng mà cái điều đấy đôi khi lại là một gọi là thách thức. Cái từ challenge ở đây là thách thức. You need to make lots of preparation. Bạn cần phải chuẩn bị rất nhiều. You will probably have to reserve a seat. Bạn cần phải, thậm chí là phải đặt trước chỗ ngồi. Từ reserve ở đây là đặt, là bảo quản. Có là bạn phải làm sao đấy chỗ ngồi. Thì trong đây mình sẽ có từ in advance, là bạn phải đặt trước chỗ ngồi đi, không là đến mùa du lịch là hết đấy. Ở trên máy bay này, tàu hỏa này, hay là buses, ở là xe buýt, if you fly we may find that your flight has been dot dot dot, or you have problems with your dot dot dot. Rồi nếu mà bạn bay ấy, thì bạn sẽ tìm thấy, bạn sẽ nhận ra là máy bay của bạn có thể bị. Sau các bạn nhìn cho cô, đây là thể hiện tại hoàn thành dạng câu bị động, mà sau từ been ở đây đó là một phải một động từ, một là đuôi ed, hai là phân từ hai, và trong đây duy nhất có động từ đuôi ed ở đây đó chính là từ delayed. Khi nếu mà bạn bay ấy, thì bạn có thể nhận ra là máy bay của mình bị gì nhỉ? Bị trì hoãn này, or you have problems with your, hoặc là bạn có vấn đề với cái gì nhỉ? Đi máy bay mà cái việc xảy ra nhất ở máy bay đó chính là việc hành lý của chúng ta khi thì thừa cân, hoặc là bị không có cái gì đấy mà người ta đi qua cửa từ mà không bị được đưa lên máy bay ấy. Thì đây chúng ta có thể là, một là việc là máy bay bị delayed, bị chậm, bị hoãn. Hai là việc là chúng ta có vấn đề với cái hành lý của mình. Nên vậy chúng ta sẽ dùng từ luckiest. In addition to the travel, it is often difficult to find good dot 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 at a dot 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 which you can afford.
Và hơn quan trọng hơn nữa là khi mấy cái đi du lịch này thì nó rất thường rất là khó để tìm được một cái gì. Trong đây, các bạn chú ý good ở đây thì mình có thể biết rồi. Good, to find good accommodation là có thể tìm thấy một nơi ở tốt. Với một cái gì đang ở tốt thì câu số 8 là từ duy nhất chúng ta còn ở đây, đó chính là từ price, là một cái giá mà bạn có thể chi trả được. Nevertheless, more people love to go holiday. Tuy nhiên, ngoài cái việc có nhiều quá khó, nhiều khó khăn với thách thức như vậy, nhưng mà rất nhiều người vẫn muốn đi du lịch. Ok, vừa rồi là cô và các bạn đã cùng nhau hoàn thành bài số 3. Chúng ta đã cùng nhau gọi là đọc, dịch và điền từ một số từ trong đây. Và bài này chủ yếu nói về việc là những cái mà chúng ta có thể xảy ra gặp phải khi mà chúng ta đi du lịch. Ví dụ như là chúng ta phải làm cái gì? Một là đặt ghế trước này, hai là các bạn có thể, ví dụ các bạn đi bay thì thỉnh thoảng có thể thấy là chuyến bay của mình bị delay, bị trễ 1-2 tiếng, hoặc là chúng ta gặp vấn đề về với cái hành lý của mình và có thể là hành lý của mình bị không được đưa lên máy bay, hoặc là có vấn đề gì đấy, chẳng hạn quá cân chẳng hạn. Thì đây là những cái bài mà người ta nói dù, và cái kết luận của người ta là dù có nhiều khó khăn hay là có nhiều thử thách như vậy, nhưng mà rất nhiều người vẫn thích, hầu hết mọi người vẫn thích đi du lịch, và điều đấy là điều hoàn toàn chính xác. Và trong cái bài đọc này, và chúng ta có một số từ vựng. Thực ra họ ở đây bài đọc này không có nhiều từ mới, không, hầu như là không có từ mới, và chỉ có một từ có một các bạn chú ý là từ in advance. Cụ in advance có nghĩa là trước, trước cái gì, và nó hay đi với từ đặt trước, kiểu từ book something in advance. Ok, và bây giờ mình cũng hoàn thành xong bài số 3 rồi. Vậy chúng ta sẽ nhau đến bài thứ tư, là phần quiz, để xem là bài thứ tư yêu cầu ra làm gì nhá. Rồi, bài thứ tư nào. For the quiz, give the names of the followings. Here the name of the following shoe once and talk about it with a partner. Là gì đây nhỉ? Chọn một tên của một địa điểm trong cái những cái câu sau đây, và chọn một cái và quyết định nói, miêu tả nó với bạn của bạn. À, các bạn chú ý ở đây nhá, bởi vì ở đây nó có 6 cái địa điểm cơ, và cô sẽ làm mẫu cho bạn 3 cái địa điểm đầu tiên, và 6 địa điểm đấy các bạn sẽ cùng nhau về nhà, cùng nhau làm nhá, cùng nhau tra Google để xem nó là cái gì. Ba cái địa điểm đầu tiên có nghĩa là người ta sẽ đưa cho bạn một cái description, là một cái mô tả về từng địa điểm đấy, và các bạn sẽ phải nghĩ ra xem là cái địa điểm với tên của nó là gì. Ok, rồi bây giờ đến câu đầu tiên nào. The city in Vietnam. Mình biết đây là thành phố ở Việt Nam chúng ta. Where the International Fireworks Festival is held annually. Nơi mà cái lễ hội pháo hoa quốc tế được tổ chức hàng năm. Các bạn biết là lễ hội pháo hoa quốc tế của Việt Nam mình được tổ chức ở đâu không? Có bạn nào biết cái đấy không nào? Cái này là chúng ta có thể, nếu không biết chúng ta có thể tra Google. Và ở đây đáp án của chúng ta đó chính là Đà Nẵng City. Thành phố Đà Nẵng là nơi thường xuyên được mà các lễ hội pháo hoa quốc tế được tổ chức hàng năm, thì chúng ta thường tổ chức ở Đà Nẵng. Đến câu số 2 nào. A structure near Beijing, China, that is one of the new seven wonders of the world. Một cái cấu trúc, một cái kiến trúc gần Bắc Kinh, là gần Bắc Kinh ở Trung Quốc. Nó là một trong 7 kỳ quan mới, 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Các bạn biết ở Trung Quốc mà gần Bắc Kinh thì nó có cái gì rất là nổi tiếng mà ai cũng biết nhỉ? The Great Wall of China, đó chính là Vạn Lý Trường Thành. Lên câu số 3 nào. An island in Korea that is popular place for holiday. Một cái gì? Một cái đảo. Bây giờ người ta biết là mình, trong bài này người ta nói đến đảo. Một đảo ở Hàn Quốc mà rất là nổi tiếng, là một địa điểm du lịch, một địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng. Thì các bạn biết rồi đấy, Hàn Quốc có cái đảo rất là nổi tiếng mà đến rất nhiều người dù không có kiểu không thích phim Hàn Quốc, không thích xem phim Hàn Quốc, hay là không biết gì về du lịch, thì có thể vẫn đã nghe thấy tên cái đảo này rồi. Đó chính là Jeju Island, đảo Jeju. Rồi, đấy là ba câu đầu tiên mà cô làm cho các bạn, là về cô đã cho các bạn biết ba cái đáp án của câu thứ nhất, thứ hai, thứ ba và câu thứ bốn, thứ năm, thứ sáu nói về a local product that you like to introduce for foreign visitor, là một cái sản phẩm địa phương mà bạn muốn giới thiệu cho người khách nước ngoài, thì cái đấy các bạn sẽ tự làm theo ý của các bạn nhé. Và còn câu thứ hai nữa, a custom of your locality might surprise your tourists, là những cái gì nhỉ, những cái
phong tục của địa phương mà bạn nghĩ là có thể khiến cho người nước ngoài cảm thấy bất ngờ hoặc là người du lịch cảm thấy bất ngờ. Advice that you like to give to a tourist to for tourists visiting your area, là những lời khuyên mà bạn muốn đưa ra cho những người khách du lịch mà muốn đến thăm, đang đến chuẩn bị muốn đến thăm cái khu vực của bạn ấy. Ba câu cuối là về your personal appearance, personal experience là về các trải nghiệm cá nhân của các bạn. Câu 4, câu 5, câu 6 là đều về trải nghiệm cá nhân của các bạn và là ý kiến riêng của các bạn nên cô đã không làm, và cô sẽ chỉ làm ba câu đầu tiên là ba câu nói về những về kiến thức background knowledge. Rồi và bây giờ các bạn sẽ là phần thứ hai là choose one and talk about it with your partner. Và giờ các bạn sẽ chọn một trong những 6 cái đáp án, sáu cái câu đáp án đúng không? Ở trong bài này và có thể nói cho bạn của mình biết. Ví dụ là các bạn muốn nói về thành phố Đà Nẵng thì mình có thể nói là Đà Nẵng là một trong những thành phố đẹp nhất ở Việt Nam chúng ta chẳng hạn, là chúng ta có thể làm gì ở Đà Nẵng, đi du lịch ở đâu và có những hoạt động nào ở Đà Nẵng chẳng hạn. Và thứ hai là đi về đến, nếu mà các bạn chọn Vạn Lý Trường Thành thì các bạn thể nói là Vạn Lý Trường Thành là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Nó là một cái thành gọi là dài nhất, man-made, và nó kéo dài hàng nghìn cây số chẳng hạn. Hoặc là bạn có thể nói đến đảo Jeju thì bạn có thể nói là đảo Jeju rất là nổi tiếng này, và có rất nhiều bộ phim nổi tiếng nó được lấy địa điểm quay ở đảo này chẳng hạn. Có bạn có thể kể ra một số cái tên phim nổi tiếng mà các bạn biết. Và nếu mà làm câu 4, câu 5, câu 6 thì nó cũng dựa hoàn toàn vào những cái ý kiến cá nhân của các bạn mà thôi. Rồi ok, vừa rồi là đã cùng nhau hoàn thành đến bài cuối cùng rồi. Bài quiz là bài cuối cùng trong phần Getting Started ngày hôm nay của chúng ta. Và qua bài Getting Started này cũng mong các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái chủ đề của ngày chúng ta là cái ngày tourism, và có thể học một số từ vựng mới, đặc biệt những cụm từ trong bài conversation như là từ narrow it down like a packet tour or make up one mind hay là a cup of tea và rất nhiều còn từ khác nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến phần tổng kết để xem là chúng ta đã học được gì ngày hôm nay và các bạn cần chú ý và chuẩn bị cái gì nhá. Ok, what have we learned today? Hôm nay chúng ta học cái gì? Rất là đơn giản, đa số bài ngày hôm nay chúng ta học nhiều phần từ vựng. Là từ vựng về gì? New words about tourism là các từ vựng liên quan đến về vấn đề du lịch. Như các bạn có thể thấy từ package tours là những cái tour du lịch trọn gói này, hay là từ explore hoặc là từ khám phá này, hay là có từ seaside resort là từ những cái khu nghỉ dưỡng ở biển này. Và từ nhiều từ nữa, giống như các bạn có từ destination, điểm đến, accommodation là nơi ở, hay là seaside resort hay là souvenirs đều là những từ mà liên quan đến phần tourism là về du lịch. Và đây cũng là phần cuối của bài ngày hôm nay, là và cô rất mong các bạn có thể về nhà ôn tập và học kỹ các từ vựng trong phần Getting Started này và chuẩn bị thật tốt cho bài A Closer Look One ngày tuần sau nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.